Tử vi tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Lộc Tài. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng luôn mong muốn mình gặp được may mắn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên những người thân yêu. Có những người từ nhỏ tới lớn luôn gặp khó khăn, dù họ cố gắng cách mấy cũng không cải thiện được. Tuy nhiên, tử vi học cho biết không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định của cuộc sống. Quan trọng là chúng ta có biết cố gắng với mục tiêu mình đã đặt ra, lạc quan trân trọng cuộc sống hiện tại thì sẽ đạt được những thành quả như bản thân mình mong muốn. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Lộc Tài và Thầy Gia Cát sẽ chia sẻ đến anh chị vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc của những gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Vậy thì trong tháng 12 này, tuổi Nhâm Dần sẽ gặp được những chuyện gì tốt? Và cần tránh mắc những sai lầm nào để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, tích cực hơn? Kính mời quý anh chị sẽ cùng theo dõi nội dung chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2020. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2020 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 năm 2020 âm lịch, tức là từ ngày 13 tháng 1 năm 2021 cho tới ngày 11 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với những người tuổi Nhâm Dần trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày sau đây. Thứ nhất là ngày âm lịch ngày 12 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 24 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân. Thứ hai là ngày âm lịch ngày 24 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 5 tháng 2 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm theo bên mình sẽ hỗ trợ rất tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Dần trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch ngày 3 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 15 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch ngày 15 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 27 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Sơn Đầu Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch ngày 27 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 8 tháng 2 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc có liên quan tới xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cũng cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù lộc tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý của thầy Gia Cát hỗ trợ. Thứ hai là tổng quan tử vi tuổi Nhâm Dần trong tháng 12 âm lịch. Nhâm Dương Thủy gặp kỷ âm thổ là chính tài, nghĩa là bị thần khắc xuất. Trong những ngày này, những gia chủ tuổi Nhâm Dần cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia vào các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có.
Ngoài ra, trong tháng này, các gia chủ tuổi Nhâm Dần sẽ cần chú ý ngày âm lịch là ngày 24 tháng 12 năm 2020, tức là ngày 5 tháng 2 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Mậu Thân. Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để giúp các gia chủ hóa giải thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh tài lộc thêm phần hanh thông rộng mở, quý anh chị tuổi Nhâm Dần hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo và kim bài Thái Tuế hộ thân để nghênh Thái Tuế. Sử dụng kim bài Thái Tuế để hóa giải thị phi, còn sử dụng Minh Quang Pháp Bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân tăng cường vật khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ ba là về sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần. Đối với người tuổi Nhâm Dần thì tháng 12 âm lịch là thời điểm bản mệnh sẽ không phải trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp nữa. Những ai có cố gắng thì đã có vị trí nhất định. Tháng này, bạn hoàn toàn không phải lo lắng quá nhiều vì khối lượng công việc đã giảm đi đáng kể. Song, bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều. Nếu không biết nắm bắt thì khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng, cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì gia chủ có thể tiến hành đầu tư vào một số các dự án tài chính. Nên dành thêm thời gian để học hỏi, thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tiếp theo là về tài lộc của tuổi Nhâm Dần. Người tuổi Nhâm Dần sẽ có một may mắn khá lớn về tài lộc. Điều này sẽ mang lại cho bạn những phúc lợi và tiền lương tốt hơn. Bạn sẽ nhận được lợi ích, kế thừa và sự giúp đỡ từ những người thân của bạn. Những người tuổi Nhâm Dần là những nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm. Tháng này, bạn có thể sử dụng một phần tiền của mình để đầu tư vào một dự án liên doanh mới. Đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận vượt trội nếu được thực hiện dưới sự giúp đỡ của các chuyên gia tài chính. Bởi vậy, và một chút nghiên cứu nghiêm túc về tài chính cũng sẽ giúp ích cho bạn. Bên cạnh đó, chính tài xuất hiện dự báo nguy cơ mất tiền liên quan tới các trò đỏ đen, may rủi. Tháng này, Nhâm Dần tuyệt đối tránh xa các vấn đề về cờ bạc, lô đề, nếu không bạn sẽ gặp thất thoát về tài chính rất nhiều. Trong tháng này, tài lộc của người tuổi Nhâm Dần khá tốt. Quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận Dần Ngọ Tuất để hóa giải xui xẻo, thị phi bùa vây và giúp cho con đường công danh sự nghiệp, tài lộc được hành thông thuận lợi. Vòng tam giác khai vận là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay, giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, tăng cường sức khỏe và chiêu tài lộc cho tuổi Dần Ngọ Tuất. Vật phẩm vòng tam giác khai vận Dần Ngọ Tuất của phong thủy lộc tài đã được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ năm là về tình cảm và gia đạo của tuổi Dần. Về phương diện tình cảm, người tuổi Nhâm Dần trong tháng này không thực sự khởi sắc. Với những người đã có gia đình, những xung đột tranh cãi sẽ xảy ra liên tục. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán, tuyệt đối không áp đặt quan điểm bảo thủ khi có mâu thuẫn. Trong tháng 12 âm lịch này, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, tranh cãi, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, bạn hãy bình tĩnh và tìm ra lối giải quyết vấn đề một cách thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm. Để tăng cường hòa hợp vợ chồng, gia chủ tuổi Nhâm Dần nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận Dần Ngọ Tuất. Vòng sẽ hóa giải mâu thuẫn, kích hoạt tình duyên và tăng cường các mối quan hệ. Thứ sáu là về sức khỏe của tuổi Nhâm Dần. Người tuổi Nhâm Dần trong tháng 12 âm lịch có sức khỏe tốt hơn rất nhiều so với những người có cùng độ tuổi.
Do bạn thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao và chăm sóc chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Trong tháng này, bạn nên tránh gây chuyện với các cơ quan công quyền, các đơn vị xã hội. Đồng thời, nếu có họa thị phi, bạn cũng nên giữ mình bình an, đó mới là chuyện quan trọng nhất. Do mệnh chủ tuổi Nhâm Dần có sức khỏe tốt hơn rất nhiều và thường xuyên chú ý tới việc tập thể dục, cho nên các bệnh nhẹ, đau xương khớp của tuổi già cũng không có tác động tới bạn. Những gì bạn cần để mắt là giữ một chế độ ăn uống lành mạnh và các giải pháp tốt bao gồm ăn ít dầu mỡ và thức ăn cay, đi dạo sau bữa tối hoặc dậy sớm để tập luyện thể dục. Để có thể gặp may mắn và thành công, các danh chị tuổi Nhâm Dần hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của đất trời, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc tinh túy linh thiêng, chứa đựng nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu đã được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào bên trong. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Và cũng rất cảm ơn quý anh chị trong suốt thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Phong thủy Lộc Đài. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ và tên, cộng ngày tháng năm sinh và số điện thoại. Hoặc anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp từ số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.